đừng có vậy mới đấy tự tử được rồi. Làm gì tôi khởi siêu ngoài biết nói gì đi ít chi ba đang coi phim đang kia xem no no cho tóc chết luôn quá đoạn nhiễm sức bé này không đoạn nhiễm ba mẹ ủa sao nhớ lên nữa ai muốn cửa nhà ghế bạn cá cự nó chị má đâu ghế mở ghế qua nhà bữa năm lấy lấy cái gì vậy ba hổng trước á con hổng vô cái gì nữa ba trận thi gì đó ba tự nhiên con không ngờ con vô đó ba con bắn được bảy con giết được bảy thằng đó ba ba cho ba không lấy cái này ba dạ có cái mình đặt bảy nữa sao ba lại lấy cái mũ ủa cái mũ hay vậy không phải cái mũ nó bị hư một nửa dạ hồi nãy ba đừng có bắn cái đầu của nó thì ba bắn dép lên nó thì được ba đừng bắn cái mũ mũ cái đầu nó bắn nó có nó có ở dưới hồi nãy con mới thấy nó chạy qua đây cho ba bỏ này ra bỏ này nè trời nhất. Ủa cho ba đi đâu rồi con? Ba đi trước. Tại ở trong mỏ. Mỏ nhiều thằng lắm nha. Chúng ta chết mẹ mà nó cứ thật chị xe. Đó, chúng mình là con. Ba cấm cái đầu cấm cái cấm. Chết. Anh chúng mẹ ba chết mẹ cô tẻo rồi ba không chứ không chơi cả đống rồi nó bị chặn nó đợi ba ba phải ăn nắng trước khi chúng ta vô đó chúng ta nắm được chúng ta phải ăn đầy chưa chúng ta mới bắt đầu vô đó nắm để mình chạy bộ rồi để mình có thể bắn thì máu của mình sẽ nó sẽ không chết và máu nấm nó sẽ để bơm đi cho mình và ta tìm được một cái nấm trên đây có gì nữa ra trên đây nè ế chị vô chị vô mình đang ở trong bo rồi gặp được mấy thằng ở dưới đây nó sẽ chạy lên no. Yeah. Con không bị tới mồm nào con không có ra phải sử dụng 100 cái y tính dùng đồ chứ
nấu cho canh nhau được cái đụng quá cái canh đấy cho coi giữa nha nếu như coi đây là bò mà còn cái sức cần gì nữa là không được cái động thân không được cái động thân rồi rồi có thằng báo động thân mấy nó đang ở trên cái tháp cành nghĩa là tháp cành chắc luôn đi nè dạ sao vậy hai cái đó canh đỡ hai thằng bên nhau đánh nhau thì không kêu là mày cũng canh chết rồi hiểu chưa bạn của con rồi đấy thằng này bắn ba, thằng này bắn ba, hai thằng hai bên. Có lỗi gì vậy? Còn một thằng. Thằng dưới dưới kìa. Rồi sao chết bò chết luôn. Dưới bò nó tự chết luôn. Ai dưới? Thằng kia. Rồi lúc của thằng đó là chứ